Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự hạnh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, Lâm Hạ Chi Trư, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023, được bề trên giúp sức cát tinh tẻ tiểu, thần tài ban cho lộc lớn mà anh nên làm ra, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nam nữ mạng. Tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn, xương con heo, tướng tinh con gà, cuộc đời được bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Quý Hợi là người có khí chất nhiệt tình, ngay thẳng, phụ nữ Quý Hợi rất thích trưng diện, họ cũng rất giỏi trong việc tháo gỡ những khúc mắc, sẵn sàng nhường nhịn người khác khi xảy ra mâu thuẫn, có thể nói chân thành và tin cậy là hai tài sản đáng quý giá của Quý Hợi. Những người nam giới sinh năm 1983 thường là những người không coi trọng vật chất, đôi khi họ không coi trọng cả tiền bạc. Chính điều này đôi khi ảnh hưởng đến tài lộc của họ, không những tài lộc không mất đi mà lại ập về. Nam sinh năm 1983 thường có cơ hội kiếm được nhiều tiền đường tiền tài mở rộng, tuy nhiên những người nam giới ở tuổi này lại hay mất bình tĩnh, nên đôi khi ảnh hưởng đến tiền tài, chỉ cần điều khiến cho cảm xúc của bạn, bản thân có thể hóa dữ thành lành. Những người này cần tu luyện tâm tính để khi làm việc tinh thần không bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh và bản thân không bị lung lay trước những lời bàn ra tán vào của người khác. Trong sự nghiệp của mình, nam Quý Hợi thường không có ai để phù trợ, tự tay dựng lên cơ đồ, cho nên phải quyết định mọi thứ. Đôi khi có hơi mệt mỏi, nhưng sau những vất vả đánh đổi thì thành công sẽ nhanh chóng đến tìm. Nữ giới 1983 thường là những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong một cuộc sống sung túc. Đôi khi có những người không may mắn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì sau khi lấy chồng cũng được nhờ vả và sống một cuộc sống đầm ấm. Nữ Quý Hợi tính cách thường là những người ôn hòa, rất biết thân biết vận, trong con đường sự nghiệp thì những gia đình người thân phù trợ, vì thế cuộc sống rất an nhàn. Họ là người suy nghĩ khá đơn giản nên ít hiếm khi thấy họ buồn rầu, là người khá rộng rãi không bao giờ tính toán chi li hay keo kiệt, sống khá đẹp mà không bao giờ làm điều xấu xa, sau lưng của. Mặt khác, người tuổi Quý Hợi khá hiền lành, biết nhẫn nhịn không thích lừa gạt người khác, là những người thông minh và ham học hỏi, có mưu trí và những người nhanh nhẹn và họ cũng là những người khá tốt trong giao tiếp, đến chuyện bị người khác châm biếm, trâu chọc, vì vậy có thể làm chuyện lớn mọi thứ, trong cuộc đời họ đều có kế hoạch, cũng như có thể sống yên vui. Xem tử vi Quý Hợi cho thấy tiếp nối cát khí từ tử vi Quý Hợi những tháng đầu năm, bước sang 3 tháng cuối năm 2023, đương số đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ, nhờ tác động tích cực của cục diện tam hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Công việc nhớ có tính cách cởi mở và thật thà, bản mệnh nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, thậm chí có người còn có thiện cảm với bạn ngay từ lần đầu tiếp xúc. Các mối quan hệ xã giao hòa hảo giúp bạn bắt tay và làm việc gì cũng hanh thông, không sợ có người giúp đỡ. Thời điểm này bạn có thể thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới, vừa để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, vừa tạo cơ hội để phát hiện ra tiềm năng của bản thân. Tiền bạc, tình hình tài chính cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Bạn biết giữ chữ tín nên tạo được lòng tin với khách hàng, khiến quy mô làm ăn ngày càng mở rộng. Hãy luôn nắm bắt xu thế của thị trường để vạch ra những đường hướng phát triển phù hợp. Tin rằng với sự chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể gặt hái được nhiều thành tích đáng kể. Tình cảm. Chuyện tình cảm êm đềm, cục diện ngũ hành tương sinh tác động, nếu độc thân bạn có những suy nghĩ lạc quan tích cực hơn. Nhờ thế mà bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu gặp gỡ bạn bè, mở ra nhiều cơ hội tìm được người phù hợp.
Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn biết thông cảm cổ vũ nhau tiến về phía trước. Sức khỏe. Do tác động của nhiều hung tinh nên sức khỏe đương số xảy ra không ít vấn đề, cần chú trọng đến phương diện này nhiều hơn, cần thiết nhất là chú trọng khâu đi đứng để tránh tai nạn bất ngờ. Dựa trên mối tương quan giữa can chi ngũ hành của bản mệnh và lưu niên quý mão, đồng thời xét tác động nặng nhẹ của hệ thống sao chiếu mạng, mà đưa ra những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt trong 3 tháng cuối năm 2023 của Quý Hợi trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi 2023 dự báo, sự nghiệp của người Quý Hợi đạt được những bước tiến nhanh chóng trong 3 tháng cuối năm 2023 này. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bạn tạo thành. Năm nay bản mệnh xây dựng các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở, nhờ vậy mà đi đến đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thậm chí những khó khăn thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể là quá trình khởi đầu bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt cuồng vào cuồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là trở thành những người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên, trong thời gian này không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tay ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Về mặt tài lộc, người tuổi Quý Hợi có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc ở cuối năm 2023 này. Do cục diện tam hợp giúp sức, bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân của mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Người làm ăn kinh doanh cũng giữ được chữ tín của mình, nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng, để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải khá vất vả, song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ, có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn. Nhân lúc đan sơ xuất thiếu tập trung, vì vậy khi ký kết hợp đồng giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Ngoài ra con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông, kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chảy chữa. Về mặt tình cảm, gia đạo, vận trình tình duyên của quỷ hội xuất hiện nhiều điểm sáng, bạn có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc, vì thế hãy mở cánh cửa trái tim, đừng tự nhốt bản thân trong thế giới riêng mãi. Với người độc thân, ngũ hành tương sinh giúp con giáp này có những suy nghĩ cởi mở và lạc quan hơn. Về chuyện tình cảm, bạn sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ và nhiệt tình trò chuyện với mọi người xung quanh. Có thể thông qua những buổi gặp gỡ này bạn sẽ chinh phục được ai đó bởi những nét độc đáo trong tính cách của mình. Khi có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, hãy gạt bỏ những trăn trở và băn khoăn để có thể cho đối phương một cơ hội. Thông qua quá trình trò chuyện, trái tim bạn sẽ tự đưa ra được câu trả lời chính xác nhất cho mối quan hệ tương lai. Với những ai đã có đôi có cặp, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và sẻ chia, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong 3 tháng cuối năm 2023 này, nếu có thời gian rảnh rỗi, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau, đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Về mặt sức khỏe, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Hợi lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế dù ở lứa tuổi nào, bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng vào những hậu quả đáng tiếc, dù công việc có bận rộn đến mấy.
Con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Và sau đây là vận trình tử vi từng tháng và cẩm năng vượng vận dành riêng cho Quý Hợi 1983 trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm Quý Mão này. Luận tử vi tháng 10 âm lịch 2023. Xem tử vi tháng 10 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Quý Hợi đón không ít những tin vui về sự nghiệp trong tháng mới, bỏ lại những biến động trong tháng trước. Ở thời điểm này, bạn cũng sẽ có cơ hội khẳng định tài năng, biểu hiện xuất sắc trong công việc. Nhờ nỗ lực bền bỉ, do đó con giáp này là làm gì cũng có kết quả rõ ràng, con đường thăng tiến vô cùng rộng mở. Có thể nói, giờ chính là thời điểm để bản mệnh thu về những gì mà bản thân luôn mong đợi. Được tam hợp cục nâng đỡ, các kế hoạch diễn ra trôi chảy, sự tự tin giúp bạn thêm chủ động và xông xáo hơn trong mọi việc, sẵn sàng đương đầu với cả những thách thức, không quản ngại khó khăn, miễn là hoàn thành mục tiêu và đảm bảo chất lượng cuộc sống. Chính quan còn cho thấy, bằng cách đưa ra những ý tưởng sáng tạo, con giáp này được mọi người càng thêm tín nhiệm. Điều đó giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối tác hoặc cấp trên, thúc đẩy bước tiến mới trong sự nghiệp. Một vài khúc mắc hay sai sót trong thời gian trước đó cũng dần được tháo gỡ, phần lớn là nhờ công sức của chính bạn, nhưng cũng không thể phủ nhận sự giúp sức của quý nhân. Tuy nhiên, tuổi Quý Hợi vẫn cần phải thận trọng, kẻo bị tiểu nhân dòng ngó ghen tị với những gì bạn đạt được. Bạch Hổ hung tinh cảnh báo, công việc của bạn đang trên đà tiến triển thuận lợi, vì vậy mà bạn có thể bị nhiều kẻ xấu ganh ghét, đối phương tung ra những chiêu trò thị phi, hòng phá bĩnh những kế hoạch của bạn. Để bảo vệ bản thân, tốt nhất là bạn làm gì cũng phải khiêm tốn thận trọng, tránh tỏ thái độ ngạo mạn mà rắc rối. Thuận lợi luôn đi kèm với khó khăn và thử thách, đây là hai mặt của một vấn đề mà bạn tất nhiên phải đối diện. Tử vi tài lộc của Quý Hợi trong tháng âm lịch cũng đón những điểm sáng nhất định. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh tranh thủ kiếm tiền bù đắp cho những tổn thất từ trước đó. Nhờ tam hợp hỗ trợ, các lĩnh vực làm ăn buôn bán có bước tiến triển khá tốt, hợp tác tốt đẹp sẽ tạo ra lợi nhuận dồi dào. Bạn cũng tìm được nhiều cơ hội tăng doanh thu nhờ vào những mối khách hàng thân quen. Vận quý nhân cũng giúp bạn được chỉ dẫn, tạo điều kiện để mở rộng việc làm ăn, tìm kiếm thêm thị trường tiềm năng. Nhìn chung thời điểm này cơ hội tài lộc đến với Quý Hợi khá nhiều. Hãy chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh hoặc để rơi vào tay của người khác. Ở vào thời điểm vận khí đang lên, con giáp này nên tập trung làm ăn theo đường chính ngạch, tuân thủ luật pháp thì ắt sẽ gặp may, còn nếu làm ăn sai trái thì có thể vướng vào thân. Đừng quên tháng này có Bạch Hổ hung tinh rình rập, hung vận có thể ấp tới bất cứ lúc nào. Nếu bạn có suy nghĩ bất chính, đi đường ngang lối tắt, bất chấp tất cả để kiếm tiền, bên cạnh đó bản mệnh cũng nên làm việc thiện, có thể không qua những hoạt động nào đó. Bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình và cũng là tích phúc đức cho bản thân. Xét về phương diện tình duyên, tuổi Quý Hợi hoàn toàn có thể yên tâm với chuyện tình cảm của mình ở thời điểm này. Tam hợp mệnh đào hoa tới kể cả những người đang có đôi có cặp hay độc thân cũng rất vượng sắc trong tháng này. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với những người khác giới hứa hẹn, sẽ có những trải nghiệm bất ngờ trong tình yêu. Dù vậy bạn vẫn nên dè chừng, kẻo đào hoa quá vượng sẽ biến thành đào hoa xấu, chịu nhiều bẽ bàng. Tuy nhiên, vận đào hoa vượng quá lại không tốt cho những người đã có đôi hay đã lập gia đình. Các cặp đôi nên trân trọng hạnh phúc hiện tại, chớ nên có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Sức khỏe của Quý Hợi vốn không có gì đáng lo trong tháng mới, có thể đôi khi vẫn mắc bệnh vặt theo mùa, nhưng mức độ không quá nghiêm trọng. Được tam hợp che chở, cộng thêm ý thức chủ động tự bảo vệ sức khỏe, thể trạng của bạn sẽ luôn được đảm bảo ở trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, do có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, bạn vẫn nên đề phòng tai nạn xe cộ, té ngã, di chuyển điều khiển phương tiện giao thông. Nếu có phải đi xa thay đổi môi trường sống, bạn nên chủ động mang theo thuốc men, thực phẩm phù hợp để đề phòng những trường hợp không thích ứng được với môi trường mới. Cẩm năng vượng vận, quý nhân, thìn, mão, tiểu nhân, tỵ, tuất, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số may mắn, 08, 60, 32. Tử vi tháng 11 âm lịch 2023. Xem tử vi tháng 11 của 12 con giáp âm lịch,
Phương diện công danh sự nghiệp của Quý Hợi được dự báo là có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn, tất cả đều là nhờ cục diện tam hợp mang tới. Tam hợp thái tuế xuất hiện trong tử vi tháng mới của tuổi Quý Hợi, mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn, con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái như thành tựu vẻ vang. Tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhạy bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc dồn đống, trái lại xử lý việc nào ra việc ấy, con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình. Cũng nhờ có tính tình lạc quan vui vẻ mà bạn dễ tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra trong thời điểm này. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp cho bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy bạn có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, tam hợp còn giúp con giáp này xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ những người khác, nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung tháng này, bản mệnh dù làm việc lớn hay nhỏ, đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc, đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Thực tế may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính bạn, con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ rước họa vào thân. Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy các kế hoạch ở tình trạng thai nghén cũng được thúc đẩy tiến trình nhanh hơn, hứa hẹn ngày triển khai sẽ rất thuận lợi. Dù vậy bạn cũng không nên rời xa thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ và thực tiễn. Tử vi tháng tuổi Quý Hợi âm lịch cho thấy rằng tài lộc của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác, đầu tư lớn càng nhiều, cũng nhờ vậy cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Tam hợp báo hiệu tháng mới mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Quý Hợi, càng mạnh dạn kinh doanh đầu tư, càng dễ sinh lời lãi. Tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Cát khí khởi vượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, tuổi Quý Hợi nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng đối tác đáng tin cậy. Bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường. Đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng, Quý Hợi cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần bạn luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi vướng phải khó khăn, phần thắng sẽ thuộc về phía bạn. Theo phi tinh tháng, sao Bát Bạch chủ về tài khí trong tháng này xuất hiện ở phương Tây Bắc trong nhà. Nơi đây được coi là khu vực sinh tài, vượng vận, ảnh hưởng tới đường tài lộc của gia chủ và cả gia đình. Muốn việc làm ăn thêm phần thuận lợi, bạn cần chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà, hãy luôn giữ cho khu vực này được gọn gàng, sạch sẽ. Nếu cửa chính phòng ngủ, phòng làm việc vừa khéo ở phía Tây Bắc thì gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay màu tím ở trước cửa. Bước sang tháng 11 âm lịch, nhân duyên của tuổi Quý Hợi khởi vượng, vận đào hoa tăng tiến nhanh chóng, nhờ tam hợp nhập mệnh, nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Nhân cơ hội này bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không thôi. Tuy nhiên, đào hoa vượng chỉ có lợi cho người độc thân, còn với những ai đã có đôi có cặp cần hết sức cẩn trọng, kiểm soát cảm xúc của mình, để tránh gây rắc rối trong mọi hành động. Lời nói của bạn đều phải có chừng mực, tránh gây hiểu nhầm hoặc hành sự theo cảm tính, để rồi phải hối hận về sau. Các cặp vợ chồng ít mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nguyệt lệnh lâm thai còn báo hiệu. Một số cặp đôi có thể đón tin vui bầu bí, gia đình đón thêm thành viên mới, sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Phương diện sức khỏe của Quý Hợi trong tháng nhìn chung bình ổn, ít ốm đau bệnh tật. Tuy vậy tháng này nguyệt lệnh thai ở Quý Hợi, ngụ ý thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt. Không nên lơ là sao nhãng việc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe, dù bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động, sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Đặc biệt, tháng này có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, mang theo điềm báo xui xẻo sự cố bất ngờ, bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, mão, tiểu nhân, tỵ, tuất, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số may mắn 90, 35, 22. Tử vi tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm của tuổi Quý Hợi, nguyệt lệnh dịch chuyển sang đất Lâm Quan, con giáp này sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp.
Đây là thành quả có được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh, song cũng không thể phủ nhận sự nâng đỡ tương trợ của quý nhân lâm quan. Có quý nhân chỉ lối soi đường, nên con giáp này có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trên chặng đường phía trước của mình, không lo u mê lạc lối. Bản mệnh có thể chuẩn bị sẵn sàng với mọi phương án có thể xảy ra, nhờ sự lo lắng ấy mà giảm thiểu được khá nhiều khó khăn trở ngại, cũng giảm bớt sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, bản mệnh cần nhớ rằng phải giữ cho mình sự khiêm tốn, chớ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Con đê bền chắc vậy mà còn có thể bị đàn mối đục xuống, chớ nghĩ rằng mình đủ lớn mạnh mà vỗ ngực tự tin thái quá, dễ mắc sai sót mà hại cho bước đường về sau. Về tài vận tháng 12 âm lịch này, người tuổi Quý Hợi biết quản lý tài chính nên mức thu nhập có thể không quá lớn, nhưng vẫn đủ để dùng rỉnh chi tiêu, con giáp này lo tính xa nên chuẩn bị sẵn những tình huống xấu nhất. Có tài vận ổn định, những chú heo có thể thoải mái làm những việc mình muốn, hơn thế nữa. Bản mệnh lại chăm chỉ cần cù nên cũng được trời thương, làm ăn buôn bán không đến nỗi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Có điều theo lịch vạn niên nhắc nhở bản mệnh, hãy giảm bớt thói phù phiếm của mình, chớ nên vì thói sĩ diện mà nghiến răng mua sắm hoang phí. Bởi có thể chỉ một phút bốc đồng, có thể khiến bạn rơi vào, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dù thế nào đi nữa, hãy yên tâm vì bạn là một trong những con giáp có nhiều tháng may mắn nhất năm 2023, còn nhiều thời gian để tăng tốc thoải mái cho vận trình của chính mình. Chuyện tình cảm của người cầm tinh con heo trong tháng này không có nhiều biến động. Nguyệt lệnh ở lâm quan, con giáp này cân bằng được tình cảm và lý trí, không để cho cảm xúc lấn át hết cả. Sức khỏe của Quý Hợi tháng này khá tốt, không có vấn đề gì lớn phải lo lắng. Hãy chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Cẩm năng vượng vận, quý nhân, dậu, tỵ, tiểu nhân, ngọ, thìn, màu sắc may mắn, trắng, đen, con số may mắn, 69, 32, 55. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, ai cũng có những nét cá tính riêng, tạo nên một thế giới đa sắc màu, nên không thể ép buộc hay ra lệnh cho người khác làm những điều mà họ không thích. Người thích chỉ đạo, điều khiển người khác, dễ khiến cho mọi người sinh ra xa lánh, ít ai tâm phục khẩu phục, mỗi người sống trên đời. Hãy làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình, không phải việc của mình không nên xen vào. Sự can dự thái quá của bạn đôi khi sẽ gây ra họa cho người khác hơn là giúp cho họ. Chúng ta sống cuộc sống cho chính mình, chẳng ai có thể quyết định thay được. Vì thế cuộc sống của người khác, chúng ta cũng nên để họ tự quyết định, dù họ có là người thân hay bạn bè tốt của ta. Chỉ đạo tốt có thể giúp chúng ta ghi điểm, lập công, nhưng một khi có sai sót, xảy ra nhầm lẫn, người đầu tiên bị trách chính là bạn. Trong gia đình, không nên chỉ tay sai khiến, áp đặt bạn đời hay con cái, hãy để cho nhau có một không gian riêng. Sống cuộc sống gia đình sẽ hài hòa êm ấm, việc gì cũng muốn nhúng tay vào, việc gì cũng hỏi, bạn tự nhiên sẽ bị ghét. Giữ một khoảng cách vừa phải, tự nhiên mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, mối quan hệ cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Mỗi người là một cá thể độc lập, chỉ có giữ khoảng cách nhất định, chúng ta mới tránh được sự va chạm, không bị đau. Làm người, lười một chút, bớt tính toán, bớt bàn tán, bớt chỉ huy, đó là những thói quen sống tích cực, là một dạng trí tuệ, cho thấy sự khôn ngoan và là cách tích phúc khí cho chính mình. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.